Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà cũ tại La Phù, Hoài Đức, gần với lại trục đường Lê Trọng Tấn. Với căn nhà này giá chào bán chỉ hơn 2 tỷ với diện tích là 30m, thiết kế 3 tầng. Nhà cũ có sửa đổi lại cho nên là ở vẫn rất là ok quý vị nhé. Đây là căn nhà, kia là ngõ ở ngoài, ngõ thông đi lại gần với lại đường ô tô. Căn này cách đường ô tô khoảng tầm 200m. Và với căn nhà thiết kế ra sao thì mời quý vị theo chân của anh vào khám phá cụ thể. Nhà cũ thôi cho nên có sao thì em sẽ quay review cho quý vị như vậy thôi. Tầng 1 thì chủ nhà có thiết kế cho quý vị phần phòng khách này, một phòng vệ sinh, một phòng bếp. Đây là phần không gian công năng của phần phòng khách. Nhà bán theo hiện trạng quý vị nhé, cho nên là quay ở trên video có gì thì quý vị đến xem lại y như vậy. Gồm bộ bàn ghế này đấy. Với nhà này thì mặt tiền 3m, dài 10, tròn 30m. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, đây là phần không gian phòng bếp. Đây, đứng ngắm nghía từ phần phòng khách và phần phòng bếp. Nói chung là nhà có sao em quay như vậy, nhấn mạnh lại cho quý vị. Nhà cũ sửa đổi nhờ bán tại La Phù, Hoài Đức. Quý vị nào đang tìm nhà ở La Phù thì có thể cân đối căn nhà này. Sổ sách pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Căn nhà này thì thoáng trước, thoáng sau. Đây, có cả phần thoáng ở đây này, phần tủ bếp này. Trước thì nhà có cũ hơn và chủ nhà có sửa lại là sơn này, cũng như là lắp thêm tí nội thất, bếp cũng như phòng khách quý vị nhá. Đấy. Cho nên nhà tất cả mọi căn có sao, nhà mới thì em bảo mới, cũ thì em bảo cũ. Tầng 1 thiết kế một phòng vệ sinh sử dụng ở dưới tầng 1 cho quý vị. Công năng sử dụng hài hòa hợp lý vì giá bán của nó thực tế là giá bán rẻ. Với căn nhà 30m 3 tầng, thiết kế tầng 1 đây là lát gạch. Đây là phần để tủ lạnh. Đây là phần gầm cầu thang này là tận dụng làm nội thất, để đồ ở đây. Đây là phòng khách. Đấy. Và với đường ngõ thực tế trước nhà thì khoảng tầm được 2m, cách với lại 10m là ra ngõ thông và cách khoảng tầm 200m là ra tới đường ô tô. Đây là cầu thang đi lên trên phía trên. Mời quý vị theo lên trên tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau. Một phòng ngủ, hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Một phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Đây, giường này, tủ này, điều hòa này, hệ thống trần thạch cao này, sẵn sàng về ở được. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Đây là phần phòng ngủ phía bên trong. Cũng được lắp giường tủ đầy đủ cho quý vị. Căn nhà này thì hướng nhà là hướng Tây Bắc. Đứng thực tế tại ngôi nhà em đo la bàn luôn cho quý vị nhé. Đấy. Tầng 2 thiết kế 2 phòng ngủ. Trước sau phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng, cửa sổ thông thoáng. Giường tủ chủ nhà lắp ở đây cho quý vị. Phòng vệ sinh tầng 2. À, đầy đủ hệ thống sen tắm. Bồn này. Lavabo. Đó. Và mời quý vị theo em lên tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Nhà có sao chia sẻ cho quý vị là như vậy. Mời người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Ngôi nhà thiết kế công năng cho quý vị một phòng ngủ, một phòng thờ và một sân phơi. Đây, một phòng ngủ thoáng, một phòng thờ và sân phơi đây. Căn nhà này thì vị trí thuộc La Phù, Hoài Đức. Đi lại cho quý vị thuận tiện Hà Đông, Hoài Đức, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Mỹ Đình. Giá bán thì hơn 2 tỷ, sổ sách rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà mơ ước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.